Mình sẽ đưa ra một ứng dụng, một vài ứng dụng của hàm đặc trưng trong lý thuyết tập hợp. Đặc trưng là đặc biệt là cái bài toán chứng minh tập hợp này, rút gọn một cái biểu thức tập hợp hoặc là chứng minh hai tập hợp bằng nhau. Thì trước hết mình đưa ra định nghĩa của hàm đặc trưng và cái đặc điểm, cái mối liên hệ và liên hệ giữa quan hệ bằng, quan hệ con trong tập hợp, và nó tương ứng với cái hàm đặc trưng thì như thế nào ha. Trước hết mình đưa ra định nghĩa của hàm đặc trưng. Cho một cái tập hợp A là con của tập X. Giả sử như mình xét tất cả các tập hợp mình đang xét đều là con của một tập hợp đủ lớn ha, thì cái tập đủ lớn này mình có thể xem xét như là cái tập tạm gọi, có thể xem như là một tập vũ trụ, mọi tập hợp mình đang xét được là con của nó chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ định nghĩa cái hàm sau. IA đặc trưng của A chính là nó nhận giá trị bằng một nếu x thuộc A, và ngược lại nó bằng không nếu x thuộc vào phần bù của A, tức là x thuộc vào ký hiệu A. Một số ký hiệu khác của hàm đặc trưng ha. Là ký hiệu là IA hoặc là ký hiệu hàm 1 A nè, số 1 ha. Đây là hàm khi A nè ha. Đây là ký hiệu cho hàm đặc trưng ha. Thì một số tính chất của hàm đặc trưng mà chúng ta có thể thấy được ha. Sự tính chất. Thì chúng ta thì tất nhiên là chúng ta thấy cái chất cơ bản là đây là hàm để cho biết một cái phần tử trong tập biết lớn này nó có thuộc vào cái tập A hay không ha, bằng cách tính giá trị của hàm đặc trưng tại x nè. Nếu nó nhận giá trị bằng một thì ta biết nó thuộc vào tập A, và ngược lại thì nó không thuộc tập A. Thì tính chất đầu tiên mà chúng ta có thể thấy ở đây chúng ta cho A, B, C là cái tập hợp con của x ha. Thì chúng ta sẽ có được các tính chất sau. Tính chất thứ nhất, rõ ràng là cái hàm hàm đặc trưng của tập rỗng chính là hàm không, hàm hằng. Hàm đặc trưng của cái tập x thì nó bằng hàm hằng, hằng hay là một luôn. Đây là hai tính chất cơ bản của cái hàm đặc trưng ha. Bởi vì mẫu x thuộc vào cái tập x lớn thì nó đều không thuộc tập rỗng. Do đó y, thật ra cái cách viết này á, y tại rỗng là được hiểu như thế này ha, bằng không mẫu x thuộc tập lớn. Tính chất thứ hai, ngoài cái sự đặc trưng của cái tính một phần tử thuộc tập ít lớn có thuộc vào A hay không, chúng ta có thể đặc trưng cho cái tính chất hai tập hợp bằng nhau A bằng B, nếu và chỉ nếu hàm đặc trưng nó bằng nhau IA bằng IB, hai tập AB bằng nhau khi và chỉ khi hai hàm đặc trưng IA bằng IB. Ở đây được hiểu là hàm đặc trưng của A tại ít bằng hàm đặc trưng của B tại với mẫu x thuộc vào x lớn. Và chúng ta cũng sẽ có cái tính chất thứ ba, A con B khi và chỉ khi hàm đặc trưng của A nhỏ bằng hàm đặc trưng của B. Được hiểu là tức là giá trị của hàm đặc trưng IA tại x
nhỏ bằng IB tỷ với mỗi thuộc vị lớn. Và chúng ta cũng sẽ có những cái tính chất tương tự, là chúng ta sẽ có tính chất thứ tư, hàm đặc trưng của A giao B. Thì chúng ta sẽ có nó chính bằng IA giao với IB nhân với IB. Điện tích hai ánh xạ, mình nhớ rằng là một cái hàm IA là một cái ánh xạ đi từ X vào cái tập 01. Đây là có hai ánh xạ ha. Năm. IA hợp B thì nó chính là IA cộng IB trừ IA nhân cho IB. Chúng ta có thể kiểm tra được tính chất này ha. À, cũng tương tự như bên trên, giá trị hàm đặc trưng của A hợp B tại X thì bằng giá trị hàm đặc trưng của A tại X cộng giá trị hàm đặc trưng của B tại X trừ cho giá trị hàm đặc trưng của A tại X nhân cho hàm giá trị của hàm đặc trưng của B tại X ha. Tính chất thứ 6. Tính chất tiếp theo ha. À, từ đây chúng ta cũng sẽ khai triển ra được có cái tính chất hợp đặc trưng của hợp 3 tập mà. Thì nó sẽ bằng là IA cộng cho IB cộng cho IC trừ IA nhân IB trừ IB nhân IC trừ IA nhân cho IC cộng IA nhân IB nhân IC. À, chúng ta có thể liên kết với cái công thức số phần tử của cái tập hợp. Nhớ chúng ta có thể liên kết với cái công thức này, số phần tử của A hợp B nó cũng sẽ tương đồng như vậy, tức là số phần tử của A cộng số phần tử của B trừ số phần tử của A cho B. Kết quả này cũng gần gần giống, tương đồng với kết quả đây ha. Số phần tử của A hợp B hợp C bằng số phần tử của A cộng số phần tử của B cộng số phần tử của C trừ cho số phần tử của A giao B trừ số phần tử của A giao C trừ số phần tử của B giao C cộng số phần tử của A giao B giao C. Các kết quả nó tương tự với nhau ha. À, tương tự chúng ta sẽ có các kết quả tiếp theo. Quả thứ 7 chúng ta sẽ có giá trị hàm đặc trưng của cái toán hiệu ha, kiết hiệu A chính là bằng 1 trừ cho cái hàm đặc trưng của A. Và chúng ta cũng sẽ có tính chất thứ 8, hàm đặc trưng của A hiệu B thì thật ra nó chính là hàm đặc trưng của A giao với phần bù của X hiệu B. Thì khai triển công thức số 4 và số 7 chúng ta sẽ có nó bằng là IA nhân cho 1 trừ IB. Cứ như thế chúng ta cũng sẽ có những cái kết quả sau. Chất thứ 9 IA nhân cho IB thì chính bằng IA nhân IB bằng IA giao với B thì nó sẽ bằng 0
nếu A do B bằng rộng. Được không? Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có chất thứ 10. Ia bình phương thì chính là Ia nhân với Ia thì bằng Y giá trị hàm đặc trưng của A giao A thì bằng thì chính là A giao A thì bằng A. Rồi tính chất của hàm đặc trưng, tính chất thứ 11, giá trị hàm đặc trưng nhân cho 1 trừ giá trị hàm đặc trưng của A thì nó bằng 0 ha. Rồi, đây là toàn bộ các tính chất liên quan tới cái hàm đặc trưng ha. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái hàm đặc trưng này chúng ta có thể phát triển nhiều tính chất hơn nữa khi mà chúng ta cần các cái toán khác. Ở đây mình sẽ sử dụng các cái toán dừng lại, cái toán hợp, cái toán giao, cái toán hiệu, là phép toán lấy phần bù ha. Thì mình sẽ sử dụng các cái tính chất này để mình chứng minh hai tập hợp bằng nhau hoặc là rút gọn cái mình một cái biểu thức tập hợp ha. Ví dụ đầu tiên, ví dụ 1. Rút gọn. Rút gọn cái tập hợp C này ha. Hợp C chính là A hợp B hiệu cho A hiệu B hợp với A giao B. Chúng ta thử xử lý ha. Ở đây chúng ta sẽ đặt một cái tập hợp phụ này, đây chính là tập D. Thì C của mình ha. C của mình chính là C bằng A hiệu A hợp D, A hợp B hiệu D. Lúc đó cái hàm đặc trưng thay vì chúng ta rút gọn con C, chúng ta sẽ rút gọn cái hàm đặc trưng ha, IC thì bằng sử dụng cái tính chất hiệu của hai tập hợp này, cái hàm đặc trưng của A hiệu B nè thì bằng hàm đặc trưng của A nhân với 1 trừ hàm đặc trưng của B. Như vậy IC nó sẽ bằng là I hợp B nhân với 1 trừ cho cái hàm đặc trưng của D. Mình tiến hành khai triển IA hợp B, mình sử dụng tính chất này chính là số 5 thì nó sẽ bằng ta có giờ ta có IA cộng chữ B. Trừ IA nhân IB nhân cho 1 trừ. Ở đây chúng ta sử dụng các cái tính chất bên trên ha. Đây tính chất này D, D chính là hợp. Thì chúng ta sử dụng tính chất số 5. 1 trừ I A hiệu B trừ cho I A giao B cộng cho I A hiệu B nhân cho I A giao B. Ta tiếp tục khai triển rút gọn ha. Phần đầu chúng ta giữ lại nguyên nguyên I A cộng I B trừ I A nhân I B nhân cho 1 trừ khai triển á IA hiệu B thì bằng IA nhân cho 1 trừ IB. IA giao B thì bằng IA nhân IB. Phần sau thì nó chính là cộng cho IA nhân cho 1 trừ IB.
nhân cho IA IB. Và chúng ta sẽ xem xét lại cái tính chất bên trên. Một cái tập hợp A bất kỳ con của x thì lúc đó chúng ta sẽ có IA nhân cho 1 trừ giá trị hàm đặc trưng tại A bằng 0. Vậy chúng ta sẽ có cái này bằng 0. 1 trừ IB nhân IB bằng 0. Đó là hàm hằng ha. Như vậy chúng ta chỉ cần khai triển cái phần đầu thôi. Tiếp tục bằng IA cộng cho IB trừ IA nhân IB 1 trừ phần phía sau đã bằng 0 rồi. Thì cái này khai triển ra là 1 trừ IA trừ cho IA cộng IA nhân IB rồi trừ IA nhân IB thì còn lại là 1 trừ IA. Chúng ta đang thao tác với các cái hàm các chính xác của các cái xạ này thực hiện cái toán nhân cộng trừ khai triển phân phối được là bởi vì các cái hàm số này nó nhận giá trị là số thật ha. Cái đó ta có thể tiến hành thực hiện các cái tính chất của cái tính chất của các phép toán trên tập số thật. Chúng ta tiến hành khai triển phân phối này, nhân phân phối vào thì nó sẽ ra bằng IA cộng cho IB trừ IA nhân IB trừ cho IA nhân IA bình trừ IA nhân IA tức là IA bình cộng tiếp tục trừ trừ IA nhân IB trừ cho I trừ trừ được cộng IA bình phương nhân IB tiếp tục. Thì chúng ta sẽ thấy là IA nè, IA bình phương nè, nó bằng nhau hết, ra gấp gọn, còn lại là IB. Trừ. Ở đây chúng ta có hai cái lượng này. Nhớ hai cái lượng này bằng nhau. Hai đứa này cũng bằng nhau. IA bình phương thì chính bằng IA. IA nhân IB trừ IA nhân B mất ha. Còn lại chính là IA nhân IB. Thì nó rút gọn đặt tử chung thì bằng IB nhân cho 1 trừ IA. 1 trừ IA tức là IB nhân cho cái hàm đặc trưng của x hiệu A. Thì này chính là hàm đặc trưng của B giao với x hiệu A. Thì đó chính là hàm đặc trưng của B hiệu A. Như vậy chung quy sau khi biến đổi rút gọn chúng ta sẽ có được là IC nó bằng IB hiệu A. Sau đó sau cùng chúng ta dùng cái tính chất đầu tiên chúng ta có được hai cái hàm đặc trưng bằng nhau thì suy ra hai cái tập hợp bằng nhau. Do đó C bằng B hiệu A. Vậy chúng ta có thể rút gọn rút gọn các phép toán tập hợp này rút gọn lại còn C chính là B hiệu A. Và chúng ta có thể kiểm tra được cái kết quả này dựa vào cái biểu đồ Venn ha. Đây tập hợp A này. Là tập hợp B này. A hợp B chính là cái phần nằm trong một phần nằm trong một trong hai đường tròn hai cái hình tròn này ha, hình gần giống hình tròn thì A hiệu B chính là phần này, phần gạch A giao B chính là phần gạch tiếp theo. Vậy là B A hợp B hiệu đi A hiệu D hợp với A giao B thì nó sẽ ra cái phần còn lại này chính là B hiệu A. Chúng ta sẽ làm thêm một thí dụ nữa liên quan tới việc chứng minh hai cái tập hợp bằng nhau ha. Ví dụ 2.
minh rằng D hiệu A giao B. D hiệu A hợp với D hiệu B. Chúng ta sẽ chứng minh hai cái hàm đặc trưng nó bằng nhau ha. Thì ta suy ra hai tập hợp bằng nhau. Chứng minh. Trước hết chúng ta xử lý làm đơn giản hóa cái hàm đặc trưng của D hiệu A giao B. Ta tính toán ha, trường tính chất này. Tính chất số 8 chúng ta sẽ có được. Này chính là ID nhân với 1 trừ cho cái hàm đặc trưng của A giao B. Thì nó chính là ID nhân cho ID nhân cho 1 trừ cho IA nhân IB. Ta có thể khai triển ra cũng được ha. Thì bằng ID trừ cho IA nhân cho IB nhân cho ID. Chúng ta cố gắng thu gọn cái hàm đặc trưng của cái tập hợp bên phải ha. Cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, giá trị của hàm đặc trưng D hiệu A hợp với D hiệu B. Vâng. Chúng ta sử dụng cái tính chất của hàm đặc trưng của hợp hay tập hợp tính chất số 5 thì nó sẽ bằng là y D hiệu A cộng cho y D hiệu B trừ cho y D hiệu A nhân cho y D hiệu B. Chúng ta tiếp tục khai triển cái công thức hàm đặc trưng của hiệu hai tập thì sẽ bằng là y D nhân cho 1 trừ IA. Cộng cho ID nhân cho 1 trừ IB. Khai triển phần sau tương tự như vậy. Chúng ta sẽ có được là tức là tích hai cái số hàng đầu thay vì tổng ha. ID ID nhân 1 trừ IA cộng cho nhân cho ID nhân cho 1 trừ IB tức là ID bình phương 1 trừ IA nhân cho 1 trừ IB. Rõ ràng ID bình phương đây ha, ID bình phương thì nó sẽ bằng là ID luôn. Ta có thể đặt ID làm trực chung cũng được. Còn lại chính là 1 trừ IA cộng cho 1 trừ IB. Khai triển cái phần phía sau, một đại loại nó giống như là 1 trừ a nhân 1 cộng a ha, 1 trừ a nhân 1 trừ trừ b thì nó sẽ ra trừ 1 trừ 1 ha. Khai triển nè, trừ 1 trừ a nhân cho 1 trừ b trừ 1 trừ b trừ a cộng ab là trừ 1 cộng cho ia cộng cho IB trừ IA nhân IB. Chúng ta tiến hành rút gọn ha, rút gọn con IA với trừ IA trừ IB IB 1 trừ 1. Cuối cùng chúng ta còn lại như sau. Bằng ID nhân với 1 trừ IA nhân IB. Ha. Như vậy từ hai cái điều trên một và hai, từ một và hai chúng ta sẽ có cái hàm đặc trưng của cái bên trái này sẽ bằng hàm đặc trưng của bên phải, từ đó suy ra thì chứng minh ha. Từ một và hai mình sẽ có được điều này. Hàm đặc trưng này bằng nhau. Hợp ha.
từ đó dẫn đến. Do đó hai tập hợp bằng nhau D hiệu A giờ về bằng D hiệu A hợp với D hiệu B. Như vậy chúng ta sử dụng cái tính chất của hàm đặc trưng thì chúng ta chỉ cần thao tác trên các phép toán cộng trừ nhân, sử dụng các cái luật phân phối, luật giao hoán, luật lũy đẳng, lại là cái này là lũy đẳng ha, IA bình phương bằng IA thì chúng ta sẽ có vân vân các tính chất đó, chúng ta sẽ chỉ ra hai hàm đặc trưng bằng nhau, từ đó chúng ta sẽ chỉ ra hai tập bằng nhau. Các bạn có thể xem lại một số tính chất của hàm đặc trưng.